chào các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn. Mình nãy giờ mình đang đi tìm hiểu bất động sản tại khu vực thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đang đi qua khu vực mà người ta đang làm một cái khách sạn, đó là khách sạn Sông Lam Waterfront Hotel. Đó, cái khu vực mà người ta quy hoạch ở đây ấy là nằm ngay sát bên bờ sông Lam luôn. Ngay sát bên bờ sông Lam, phía bên kia sông là dự án Vinh Riverside, còn bên này sông là cái dự án khách sạn. Không biết là sau này người ta có làm thêm biệt thự các kiểu nữa không, biệt thự nhà hàng không. Thông tin chi tiết của cái dự án này thì mình chưa có, nhưng mà mình rất ấn tượng bởi vì khi mình đi từ cầu Bến Thủy ấy, từ phía Vinh sang ấy, thì nhìn sang bên phải là thấy ngay cái dự án này rồi. Sông Lam Waterfront Hotel. Ở đây là có massage này, bar cà phê này, bể bơi này. Bể bơi cũng có luôn. Đó, mọi người thấy nhá, cầu Bến Thủy phía kia, chạy qua đây nhìn sang bên phải và thấy dự án luôn, có nguyên cái bể bơi đây luôn. Phía trên là có một cái nhà hàng tên là Crystal Jail Restaurant. Nói chung là dự án này rất đẹp, khách sạn rất đẹp bên bờ sông Lam, bể bơi có đẳng cấp. Trên tầng thượng cũng có Sky Lake, The Sky Lake, rồi có một cái Eli Guy Cellar, là tức là nói chung là cái chỗ để uống rượu. Có cả hầm đậu xe luôn này, ui đẳng cấp. Không biết là hầm đậu xe mấy tầng, nhưng mà đường ở đây mình thấy thảm nhựa khá là đẹp. Khách sạn đẳng cấp đấy. Vẫn chưa xong hoàn toàn nhé. Chưa xong hoàn toàn đâu. Đó, nhìn sang bên này là cầu Bến Thủy 3. View đẹp, nhìn ra bốn phía khách sạn, view đều đẹp cả. Bên này là Bến Thủy 3 này, phía bên kia là cái dự án Vinh Riverside này, núi Quyết trên này này. Chắc chắn là sau này người ta sẽ làm liền kề biệt thự ở đấy, một tổ hợp ở đấy, chứ không đơn giản là chỉ làm mỗi khách sạn đâu. King Palace là cái chỗ để nhà hàng tiệc cưới các kiểu đấy. Majestic Conference Room là cái phòng họp. Đây là mặt chính của khách sạn. Mặt chính khách sạn đây. Đó, đẹp chưa? Tuyệt vời, đẹp đấy, cái sức đẳng cấp. Sông Lam Waterfront Hotel có nghĩa là một cái khách sạn mà ngay trước mặt nước. Phía bên này có cả đất ấy, người ta quy hoạch đây này, chắc chắn sau này người ta sẽ làm biệt thự liền kề. Mình sẽ tìm hiểu chi tiết về thông tin dự án này, sau đó sẽ nói với các bạn sau nhé. Bây giờ chúng ta nhìn hình ảnh thực tế kìa. Thành ra hai bên bờ sông Lam ở phía Vinh và phía Hà Tĩnh ấy
phía Vinh mà cụ thể là bên kia là phía thị trấn Xuân An của Hà Tĩnh ấy, thì chắc chắn là sẽ được khai thác. Trước đây khu vực này nó giống như là cái đầm lầy rồi, giống như một cái thung lũng ở dưới. Đó, bên kia là đi từ cầu Bến Thủy sang này. Đó, chạy ra phía này là gọi là ngã ba, gọi là gì nhỉ? Ngã ba Gia Lách. Bây giờ mình sẽ đi lại phía khu dân cư. Phía khu dân cư ngay khu vực gần cái dự án Sông Lam Waterfront Hotel. Dân cư ở đây tương đối trù phú. Lúc nãy mình đi con đường này vào, bây giờ mình cũng sẽ đi ra từ con đường này. Thôi, xin cảm ơn các bạn nhé. Đấy, nhà dân này. Nhà dân đẹp chưa? Còn nhà giàu không? Nói chung mình sang thị trấn Xuân An, mình thấy nó làm cơ sở tầng đẹp quá. Làm đường xá rộng rãi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ like, comment và chia sẻ. Đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của mình. Để lại số điện thoại nếu như muốn được tư vấn về bất động sản. Bên đây là cái chùa rất đẹp nhé. Chùa Phong Phạm.